viện dưỡng lão, mà còn là viện trưởng nữa. Nghe là biết đứng đâu trong cái đám bất hiếu bò cha bò mẹ rồi. Mẹ, con làm trong viện dưỡng lão không chỉ là công việc kinh doanh của con, mà con đang làm việc tốt mà mẹ. Con đem lại nơi ở, nơi sinh hoạt cho những cụ già neo đơn. Mà tại sao mẹ cứ nói đó là việc xấu xa? Xin lỗi mẹ đi. Con xin lỗi mẹ vì đã lớn tiếng. Nhưng hôm nay con phải nói một lần cho mẹ hiểu. Tôi nghĩ rõ rồi, tôi thông rồi. Nơi đó đó rất là đáng sống. Đáng sống cho những kẻ hức hùi mẹ cha, tiền nghi cho những người tan đạt xệ nghệ, không khí trong lành cho những kẻ vô toan. Mọi người im lặng đi. Anh chỉ có một người mẹ, mong em hiểu. Hôm nay em đã to tiếng với mẹ. Anh không thấy mẹ quá đáng hả? Đã vậy anh không nói giúp em một tiếng, để mẹ la lối ung sùm. Nếu anh bên em, tình hình sẽ xấu hơn. Em không cần anh binh em, em cần anh đứng về lẽ phải. Nếu anh đứng về phía em thì phải không thành trái. Ý anh nói là em sai, còn mẹ đúng. Ý anh là trong một số trường hợp lẽ phải cũng không nên lên tiếng. Lên tiếng sẽ làm tình hình xấu đi. Em không đồng ý. Lẽ phải luôn luôn phải được tôn trọng. Đó là lẽ phải của em, không phải của mẹ. Ý anh là sao? Em là chuyên gia tâm lý mà, sao lại hỏi anh? Em đi làm nha anh. Ôi, ê, ăn sáng đã. Thôi, anh đợi mẹ tập thể dục về, hai mẹ con anh ăn đi. Vô đây. Có giận gì thì giận, cũng phải ăn sáng. Bún bò ngon lắm, công sức anh hầm xương mấy tiếng đồng hồ. Em hiểu anh mà đúng không? Nếu mà tối qua anh không làm như vậy, làm sao ngăn được cơn thịnh nộ giữa em và mẹ? Ăn đi, bao giờ ấm bức á, em sẽ nuốt trôi hết. Bởi vậy em mới nhờ anh nói mẹ giúp em. Nhưng mà em đừng nghĩ tới chuyện phải đưa mẹ vào đó. Anh mà cũng có thành kiến. Vậy trong thời gian vừa qua, em chia sẻ với anh, em phân tích với anh là đổ sông đổ biển hết sao? Không phải anh có thành kiến, nhưng mà chuyện đưa mẹ vào viện dưỡng lão anh vẫn chưa thông. Em nói cho anh nghe nè, người già tâm tính thất thường, thay đổi liên tục, mình còn phải đi làm nữa, làm sao mình ở bên cạnh mẹ 24/24 để chăm sóc được chứ? Em ở viện dưỡng lão là tiện đưa mẹ chăm sóc theo liệu trình quốc tế, em cũng đã nghiên cứu rất là kỹ càng. Anh và em và các con vẫn thường xuyên vào thăm mẹ mà. Em bỏ suy nghĩ đó đi. Bữa trước em đưa mẹ vào viện dưỡng lão, bữa sau là cái viện em tanh bành luôn. Thì bởi vậy em mới phân tích cho anh rõ ràng, để nhờ anh phân tích lại với mẹ. Nhưng anh không muốn điều đó. Tại sao? Mẹ chăm sóc anh từ nhỏ tới lớn bằng rất nhiều tình thương, cho nên anh muốn tự tay chăm sóc mẹ, không để phần việc đó cho ai hết á. Anh muốn bên cạnh mẹ, anh muốn chăm sóc mẹ, anh hiểu tâm tính mẹ. Tại sao anh không cân bằng với em? Còn em thì sao hả? Mẹ đã chiếm hết tâm trí của anh, chiếm hết thời gian của anh. Em là cái gì trong cái nhà này? Nguyệt,